Chào các bạn ạ. Hôm nay là sáng thứ hai. Thời tiết ở thành phố Đà Nẵng mình ngày hôm nay khô ráo, không có mưa. Có tí mây chỗ này thôi. Gió rất là mát các bạn, đã lắm. Thoáng đãng vô cùng. Ngay nếu mình đọc có một cái bài. Bài này có cái tên tiêu đề là dòng tiền đang chuẩn bị quay trở lại bất động sản. Bài này viết là sau khi trải qua rất là nhiều khó khăn, vừa rồi chính phủ ban hành rất là nhiều chính sách, chính phủ cũng rất là quan tâm đến lĩnh vực bất động sản, gỡ vướng lĩnh vực bất động sản, rồi cũng chỉ đạo ngành ngân hàng ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho các chủ đầu tư tiếp tục vay để xây dựng các dự án bất động sản. Rồi thị trường trái phiếu cũng dần dần đang được tháo gỡ. Chuyên gia này ở trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh á, tiến sĩ gì gì đó, có cái tên đó nhưng mà thôi mình không có đọc ra làm gì. Chuyên gia này nhận định rằng sắp đến đây dòng tiền sẽ chảy mạnh vào lĩnh vực bất động sản. Một số lý do thì đã nói nãy rồi đó. Thứ nhất là sự quan tâm của chính phủ, từ gỡ vướng những dự án cho đến quan tâm dòng tiền. Ý thứ hai nữa là từ nay đến cuối năm, tiền của dân cư sẽ được tích lũy khá là tốt. Ở trong đó một phần họ sẽ quay trở lại thị trường, tại vì thị trường cũng đã trầm lắng cũng gần 2 năm đi rồi. Một ý nữa là tiền của ngõ hối bà con của chúng ta làm ở nước ngoài, mỗi một năm như vậy gửi về số tiền lên đến vài chục tỷ đô la. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mà bà con của chúng ta chắc chiêu số tiền cũng khá là lớn. Tính ra năm nào cũng tan hết chứ, chưa có năm nào giống sao hết. Một phần số tiền đó sẽ được đầu tư vào bất động sản. Cái này mình thấy đúng chứ không sai nè các bạn. Tại vì tiền nước ngoài gửi về á, mua bất động sản mình thấy cũng tương đối đó. Nhiều người đứng tên hoặc là nhờ bà con đứng tên. Những trường hợp đó mình gặp cũng khá là nhiều. Mình nghĩ rằng sắp đến đây một số luật liên quan đến bất động sản của chúng ta mà cởi mở cho Việt Kiều mà được đứng tên á, mình nghĩ rằng đó là một trong những cái điều rất là quan trọng để lôi kéo dòng tiền của kỳ hối á chảy vào bất động sản. Đầu rồi mình để ý, mà trước đây mình để ý rất là nhiều. Vì Việt Kiều họ muốn mua nhưng họ rất là ngại các bạn. Tại vì mua là phải nhờ anh em bà con hay là cha mẹ đứng tay. Bình thường các bạn biết là không có vấn đề gì xảy ra thì nó không sao cả. Nhưng mà sau này lỡ có trục trặc gì là nó rất là mệt. Ví dụ như cha mẹ đứng tay, lỡ một trong hai người chết á, thì cái tài sản đó về nguyên tắc á là cho đều cho các con cái đó. Anh em trong gia đình á mà đoàn kết thì không sao, nhưng mà có một anh hơi anh chướng tính là coi như cái bất động sản đó không thể chuyển ngược lại cho cái anh Việt Kiều được đó. Nó rất là phức tạp các bạn. Nhiều người đưa cho anh em ruột đứng tên. Lúc đầu anh em thì cũng hòa hiếu, không có vấn đề gì hết. Nhưng sau một thời gian anh em trong gia đình có vấn đề làm ăn thất bát gì đó là bắt đầu anh vác bất động sản của anh chị em mình đứng tên nó bán mất. Là cuối cùng là mất cả tiền, mất cả bạc và mất cả tình cảm anh em mất hết. Đó. Rất là nhiều thứ các bạn.
xảy ra tương đối nhiều đó, mình nghe nhiều đó. Cho nên lần này mà mình cho được những người Việt kiều á mà đứng tên thì mình nghĩ dòng tiền đổ vào bất động sản sẽ nhiều hơn, nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Cho dù họ không còn quốc tịch nữa nhưng mà xác nhận họ là Việt kiều, họ là đã từng sinh sống ở Việt Nam và ra đây á, thì được quyền đứng tên thì mình nghĩ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhu cầu những người Việt kiều họ mua đất nhiều lắm. Một cái ý họ nói nữa là hiện bây giờ thị trường chứng khoán của chúng ta đang rất là sôi động, thì tầm tầm khoảng vài tháng nữa những người thắng chứng khoán chốt lời sẽ chuyển một phần dòng tiền sang đầu tư bất động sản. Đây cũng là một ý các bạn. Những người mà theo dõi thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản mà theo dõi song song với nhau ấy, thì cũng nhìn nhận ra một cái quy luật, đó là sau một đợt tăng nóng của thị trường chứng khoán á, thì tầm tầm khoảng vài tháng sau sẽ có những cái đợt sốt nóng của thị trường bất động sản. Tại vì những người chốt lời từ thị trường chứng khoán họ sẽ chuyển một phần tài sản của họ sang tài sản thực, đó là bất động sản. Đó. Tiền của chúng ta nộp vào thị trường chứng khoán chúng ta hiểu là giá, từ tiền thật chúng ta chuyển ra giá, đấm đá trên đó là tiền của chúng ta nó sẽ to dần lên, chúng ta thắng thì tiền của chúng ta nó sẽ to dần lên, nhưng mà nó thể hiện ở dưới hình thức là giá. Và khi nào chúng ta chuyển từ cái giá đó sang tiền mặt và tiền mặt đó nó đổ về tài khoản của mình đó, thì lúc đó mới gọi là tiền của mình. Và nhiều người chắc ăn hơn thấy là người ta chuyển một phần tiền đó người ta mua bất động sản, gọi là tài sản thực. Vì người ta sợ người ta để tiền ở trong tài khoản các bạn ạ, đấm đá nó quang rồi nó ngứa ngáy tay chân là vớt ra đánh lại sợ thua đó. Nói chung là cái tiêu đề thì mình thấy rất là hay. Còn những cái dẫn dắt này nọ mình nghĩ nói về logic là nó đúng, chứ không phải là không có cơ sở đâu các bạn. Tại vì tất cả những cái gì mà chúng ta đang chứng kiến trong thời gian vừa qua là nó đang hiện thực hóa dần dần. Để dòng tiền qua trở lại thị trường bất động sản cũng cần có thời gian cũng tương đối nè, chứ không phải là nói ngày hôm nay ngày mai là tiền nó đổ ào vào thị trường bất động sản được đâu. Mua bất động sản đâu phải là mua một cái món hàng đơn giản giống như cái quần áo chúng ta mua được. Thứ nhất là tiền nó to, thứ hai là nó phải đi đến khảo sát nhiều thủ tục lắm. Vợ chồng là vợ cùng đứng tên, ví dụ như vậy. Còn nếu như một mình là phải xác minh độc thân hay là không độc thân, nhiều thứ linh ta linh tinh lắm. Đi mua một cái bất động sản là nó rất là kỳ công, có đồ trễ. Cho nên để có sáng bất động sản chúng ta biết là nó hội tụ là vô vàn yếu tố. Thứ nhất là về luật pháp của chúng ta là nó phải thư thả. Các năm trước chúng ta biết là luật của chúng ta nó cũng có, nhưng mà sự quản lý của chúng ta nó có phần lỏng lẻo. Nhờ như vậy mà thị trường bất động sản không có bùng lên. Còn bây giờ chúng ta thấy là luật pháp của chúng ta đang siết bù lông rồi, tất cả mọi thứ đang rất là chặt chẽ đó. Thứ hai nữa là tiền. Những năm trước là chúng ta thấy là tiền của chúng ta vào rất là mạnh, lãi suất hạ, rồi ngân hàng cho vay dễ dãi nữa, tiền nhiều cho nên là bà con của chúng ta mới bung ra mạnh được. Điều kiện đó thì bây giờ chúng ta thấy là nó ngược lại hoàn toàn đó, không còn như ngày trước nữa. Bây giờ muốn vay ngân hàng khó vay, nhất là ngân hàng bây giờ thẩm tra thẩm định cũng chặt chẽ lắm, không có còn dễ dãi như ngày trước nữa. Thứ hai là cái room tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản cũng khó lắm. Đợt vừa rồi tăng trưởng tín dụng cao nhưng mà chủ yếu là tiền nó chảy về các chủ đầu tư ấy, những anh lớn lớn ấy.
chứ còn những anh nhỏ nhỏ là cũng khó vai lắm. Thứ ba nữa là tiền trong dân của chúng ta hiện bây giờ cũng đang rất là cạn, phải chờ giải phóng tiền đã. Thứ nhất là tiền từ trái phiếu này, rồi tiền một số nơi đầu tư lên toàn tinh đó, bây giờ kinh tế nó khó khăn quá chưa thu tiền về được. Chờ mọi thứ nó ổn, bà con của chúng ta thu tiền về được thì lúc đó mới có tiền tái đầu tư. Rồi kinh tế nó tăng trưởng, mọi thứ nó ổn ấy thì dòng tiền dần dần mới đổ vào thị trường bất động sản được. Đặc biệt là cái giá các bạn, và nói các bạn là cái giá cực kỳ quan trọng. Cái giá mà nó đã nêu cao lên thì không có ai dám nhảy vào hết trơn á. Nó phải trở về giá trị thực, hoặc là nó bớt ảo đi thì dòng tiền mới quay trở lại. Chứ nhiều bất động sản các bạn nhìn nó đâu có gì đâu có, mà người ta bán đến mấy tỷ, nó chưa tạo ra giá trị gì hết. Bây giờ nó rớt vài chục phần trăm, chúng ta nhìn lại chúng ta thấy mới giật mình. Chứ còn ngày trước nó bạn là giá gì người ta cũng đua, cũng mua, cũng bán cho được. Nhiều đất ở vùng nông thôn chúng ta thấy là chỉ là con đường bê tông thôi, cũng là bụi tre, khóm trúc, cây cỏ này nọ. Người ta ban, người ta ủi ra, người ta bán cũng được cả tỷ đồng một lô. Đó. Ở thành phố Đà Nẵng mình chứng kiến những cái trường hợp như vậy là bây giờ giảm đến 40-50% thì bà con của chúng ta không có đối hòa gì đấy trơn á. Nhưng mà hồi trước cũng nói bạn là ngựa đau nườm nượp, người ta đi sang lùng người ta mua. Tại vì đất ở thành phố nó đã cao rồi. Hồi trước chỉ có tỷ mấy, 2 tỷ, tăng lên 4 tỷ, 5 tỷ. Thì cơn sóng đó nó tràn, nó chảy về ở vùng nông thôn. Lúc đầu là người ta mua những đường lớn giá nó cũng cao. Bắt đầu là những con đường nhỏ nhỏ, đường kiệt, đường hẻm, đường bê tông trong làng, trong xóm, giá nó cũng chạy theo. Hồi trước chỉ có 100-200, không ai để ý hết. Sau này nhiều người về mua quá, đã cái giá lên 800 tỷ, thậm chí là trên 1 tỷ. Chỉ là một cái lô đất ở trong làng, trong xóm, đường bê tông vừa chiếc ô tô đi thôi. Đó. Mình nghĩ rằng sau khi hội tụ tất cả những yếu tố thì dòng tiền cũng sẽ quay trở lại thị trường bất động sản. Tại vì bất động sản cũng là một hàng hóa, cũng có mua có bán, cũng có lúc lên, cũng có lúc xuống. Tất cả mọi thứ nó tuân theo một quy luật. Cái gì mà đã tăng quá cao thì nó phải dừng lại và nó sẽ đao xuống. Cái gì mà nó xuống quá thấp thì nó sẽ kích hoạt một cái dòng tiền của các nhà đầu tư, người ta quay trở lại, người ta nhảy vào, người ta mua, người ta đào cơ, người ta đẩy giá lên. Quy luật này là bất biến, hồi trước bây giờ nó là như vậy. Đặc biệt là thị trường bất động sản nó cũng mang tính chất đặc thù của Việt Nam mình nữa. Người Việt Nam mình nói chung là rất máu đầu tư bất động sản. Tầm tầm khoảng vài năm nữa mình nghĩ tiền nó sẽ qua trở lại và chúng ta cũng sẽ có sóng bất động sản. Nhưng mà thời gian đó chúng ta cũng phải chờ ít nhất là phải 1 đến 2 năm nữa. Khi nào mà cái giá nó phải hạ xuống một cái vùng và nó rằng rất hợp lý, và tất cả mọi yếu tố thuận lợi thì dòng tiền nó sẽ qua trở lại và chúng ta sẽ chứng kiến những cơn sóng bất động sản tiếp theo. Nhưng mà sóng bất động sản lần này mình nghĩ nó sẽ không to và lớn giống như giai đoạn 18, 19, 20, 21, 22 nào. Mình nghĩ cơn sóng này nó sẽ nhỏ hơn đó. Và lợi nhuận từ bất động sản nó sẽ không bằng như thời kỳ trước nữa. Thời kỳ trước có khả năng là đầu tư nhân 2, nhân 3, thậm chí là nhân 5, nhân 10 gì đó. Lần này để có được khoảng lợi nhuận khoảng 20-30% là xem như là đã quý lắm rồi. Khi nào có sóng thì chúng ta chấp cơ hội chúng ta vào thôi. Rồi ngày nay ra đây tập thể dục, quay gửi đến với các bạn ở đàn bò này, có câu chuyện gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye, chào các bạn ạ.